Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 161, chỉ còn đường chết, 3. Vân Khanh thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, sao nàng ấy lại tự mình đi mua thuốc, hầu phủ danh giá, sao lại để cho nàng đi ra, sau lại vừa nghe nói, thì ra là mẫu thân nàng ấy, Toánh Xuyên hầu phu nhân ngã bệnh, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy khỏe, Trương Huỳnh liền hoài nghi là dược không tốt, tự mình đi ra tìm là tốt nhất. Mà hiệu thuốc tốt nhất Dương Châu là Hồi Xuân Đường, nàng ấy tới đây tìm, cũng là điều đương nhiên, nhưng hiện tại nàng ấy chỉ vào kia một khối ngưu hoàng lại nói là giả, khiến người làm của tiệm thuốc cũng có chút lắp bắp, thật, chắc chắn là thật. Đối mặt với nữ khách, còn là một cô nương xinh đẹp, người làm vốn là có chút ngượng ngùng, lúc này lại bị câu nói có khí thế bức người như vậy, trong lòng hắn có muốn nói chuyên, cũng trở nên cả lăm. Nhưng như thế Trương Huỳnh lại càng cảm thấy thuốc này không thích hợp, nếu không người làm sao có thể lắp bắp, vì thế cho mày nói, Ngưu Hoàng rốt cuộc là thật hay là giả, nếu dám bán thuốc giả, xem ta có cho người niêm phong cửa hàng này của ngươi hay không. Người mua thuốc dần dần đều vì xem náo nhiệt mà đứng lên, không biết ngày hôm nay là trùng hợp hay là gì, cửa hàng liền vừa vặn còn lại 3 người bốc thuốc, trong đó duy nhất một người biết dược tính nhất thời lại cả lăm. Vân Khanh vốn là muốn mua thuốc, lúc này nhìn thấy nơi này loạn thành một đoàn, tự mình mua thuốc cho mẫu thân mà còn như thế, dứt khoát tiến tới phía trước, đứng bên cạnh Trương Huỳnh. Vì Ngưng Tử lúc này mới thấy Vân Khanh, thấy nàng mặc một chiếc áo gấm bào sợi tơ vàng thêu hoa mẫu đơn và vân mây, phía dưới mặc một cái váy sợi kim thêu trăm hồ điệp xuyên qua hoa vân, bướm bay qua biển hoa, đầu trải thành búi tóc tròn, đội một cái nón hình nang ngọc bích mang ánh xích kim. Phía trước là một đóa hoa mẫu đon đang nở rộ đẹp mê hồn, trên tay đeo một đôi khuyên tai hình châm màu hồng nhạt, trên đầu tuy trang sức không nhiều lắm, nhưng lại là chân phẩm hiếm có, chỉ cần nhìn viên ngọc bích hình tròn trên nón kia, đều sánh ngang với những món trang sức bằng vàng trên người nàng ta, xem đến chân mày của nàng ta không tự giác mà nheo lại. Nàng ta một thân này có thể nói là đồ quý giá nhất trong tủ quần áo. Đây cũng là do Tạ Di cao hứng khi bất ngờ được một cái sân lớn, mới cho nàng mua thêm chút trang sức. Nhưng dù vậy, đứng trước mặt một Vân Khanh không phú thì quý này, vẫn như cũ là xuất thân nghèo hèn. Biểu muội cũng tới a, nàng ta như trước lời nói tươi cười, hướng Vân Khanh hô. Trương Huỳnh nghe thấy nàng ta chào hỏi, cũng quay đầu nhìn đến Vân Khanh, đáy mắt toát ra một chút khinh thị, hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục đi tìm người kia gây phiền toái. Ngươi nhanh chút đem Ngưu Hoàng thật lấy ra, nếu không, ta liền đi nha môn cáo ngươi. Nhìn vị tiểu quầy kia càng ngày càng hoảng, cuối mùa thu mà trên trán lại toát ra đầy mồ hôi, Vân Khanh rốt cục mở miệng nói, Ngưu Hoàng là thật hay là giả, nói miệng không bằng chứng, nghiệm chứng sau sẽ biết. Trương Huỳnh chuyển ánh mắt, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng liếc mắt một cái, nhíu mi nói, ngươi biết nghiệm chứng. Ngưu Hoàng là trong nội tạng bò kết sỏi, sinh trưởng trong túi mật kêu đảm vàng, sống ở ống mật kêu quản hoàng, sống ở can bộ kêu can hoàng, đều gọi thành Ngưu Hoàng, mà thứ trước mặt ngươi này, dựa theo ngoại hình trứng hình tròn mà nói, là sinh trưởng trong túi mật. Nghe nàng vừa nói như vậy, Trương Huỳnh biết năm nay vị trí đứng đầu khoa y là Vân Khanh rồi, so với nam tử đứng đầu thư viện còn vượt qua 2 phân, mặc dù thấy nàng thân phận không cao, nhưng nàng có thể nhận thức được Ngưu Hoàng thiệt giả. Ngưu Hoàng này là mua cho mẫu thân, nàng hy vọng có thể mua được hàng thật, vì thế mở miệng nói, vậy ngươi nghiệm chứng xem, Ngưu Hoàng này là thật hay giả. Vân Khanh biết Trương Huỳnh tính cách có sao là lộ ra ngoài, tính tình tuy rằng kiêu căng, nhưng nghĩ kỹ lại, so với Vi Ngưng Tử âm thầm chơi xấu thì lại tốt hơn nhiều. Nàng sẽ không để ý sự nghi ngờ trong giọng nói của Trương Huỳnh, gọi người làm lấy kim hơ trên lửa cho hồng, sau đâm vào Ngưu Hoàng bên trong. Châm đâm vào sau, Ngưu Hoàng lập tức phân tách. Căn cứ trên thảo mộc thông huyền có ghi lại, nếu sau khi châm đâm vào Ngưu Hoàng, phần phân tách sẽ hiện rõ trạng thái phân tầng, trong đó màu trắng cùng mùi thơm thanh dịu là hàng thật, các ngươi xem lớp bị tách ra có giống như vậy không? Trương Huỳnh vừa thấy, xác thực giống như Vân Khanh miêu tả, tiếp theo Vân Khanh lại nói, lại nhìn châm, châm sau khi rút ra, cũng không bị nhuộm màu, đó cũng là một đặc thù của chính phẩm. Sau đó nàng lấy nước đã chuẩn bị sẵn, đối với Trương Huỳnh nói, người đem móng tay cho ta mượn chút. Trương Huỳnh do dự một lát, vẫn đem tay đưa cho Vân Khanh. Vân Khanh cầm tay nàng, phát hiện móng tay của nàng cũng không có sơn móng tay, khóe miệng hơi hơi kéo lên. Toánh Xuyên hầu phu nhân nằm trên giường bệnh, Trương Huỳnh không mặc quần áo lụa là, cũng không sơn móng tay, điểm này thật làm cho ấn tượng của Vân Khanh đối với nàng có chút đổi mới. Nàng sờ soạng một chút đem nước làm ẩm móng tay của Trương Huỳnh, sau đó đem một chút bột ngưu hoàng quẹt trên móng tay, qua một lúc sau, liền có thể nhìn thấy móng tay của Trương Huỳnh bị nhuộm thành màu vàng. Người làm của tiệm thuốc này cũng dần bình tĩnh, Vân Khanh mới vừa rồi đứng ra làm thí nghiệm làm cho lòng của hắn bình ổn lại, cũng không còn bối rối, mồm miệng rõ ràng nói, vị tiểu thư này, móng tay người bây giờ có phải là cảm giác có chút thanh mát thẩm thấu đi vào. Ân, Trương Huỳnh cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh. Vậy thì đúng rồi, người làm đem tay của Trương Huỳnh lau khô, trên móng tay có ánh màu vàng sáng, chính phẩm như hoàng tinh tế, có thể rất nhanh thẩm thấu vào bên trong móng. Tính thẩm thấu lớn nên có cảm giác thanh mát. Hồi Xuân Đường chúng ta bán nhất định là chính phẩm. Trương Huỳnh cúi đầu nhìn móng tay mình chuyển sang màu vàng, lại lau vài cái, ngẩng đầu nói, ân, vậy ngươi gói lại cho ta, tiền thuốc ngươi tới Toánh Xuyên hầu phủ lấy là được. Người làm cảm kích nhìn Vân Khanh, sau đó nhanh nhẹn đem thuốc gói lại. Vân Khanh thản nhiên cười, đi đến một bên, chỉ mấy vị thuốc muốn lấy bảo người làm gói lại. Trương Huỳnh nhìn nàng, lại thu hồi mắt, lại nhìn thoáng qua, như thế lặp lại vài lần. Vân Khanh ngước mắt đón nhận ánh mắt của nàng, như thế nào, còn muốn mua thuốc gì nữa sao? Không có, ai cần ngươi lo. Trương Huỳnh ở thư viện từ trước đến nay không đối đầu với Vân Khanh, hai người thuộc loại gặp mặt cũng không nói chuyện, đều tự có phạm vi nhất định. Ở trong lòng Trương Huỳnh, Vân Khanh chính là cái người đầy mùi tiền, một nữ thương nhân thô tục nóng tính, cùng nàng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hôm nay lại thấy vị nữ thương nhân thô tục này còn có thể phân rõ dược vật, lời nói lý lẽ rất rõ ràng, cũng làm cho nàng có chút bất ngờ, muốn nhìn thêm vài lần. Ai ngờ Vân Khanh còn hỏi nàng muốn mua thuốc khác hay không, nhất thời cảm thấy mình tại sao lại đi xem trọng cái nữ nhân thương nhân này, không để rớt thân phận, nhanh chóng đáp lại một câu. Chương 162, chỉ còn đường chết, 4. Lời này giống như tiểu hài tử đang cáu kỉnh, Vân Khanh nghe xong liền bật cười. Ngược lại là Vi Ngưng Tử, tốn rất nhiều công sức mới khiến cho Trương Huỳnh vốn có ấn tượng không tốt với nàng ta, ngay lần đầu gặp mặt hơi biến chuyển, nhưng bây giờ nhìn nàng ta lại nói không tới hai câu, trong lòng là ghen tị không thôi. Thẩm Vân Khanh cái gì cũng chưa nói, liền khiến Trương Huỳnh không những nhìn nàng mà còn đối với nàng nói nhiều thêm hai câu. Nàng ta thì, ở trong thư viện cố ý nói lời Trương Huỳnh thích nghe, cố ý tình cờ gặp gỡ, giúp Trương Huỳnh chọn lựa này nọ. Thế này quan hệ mới hơi tốt một chút. Ông trời thật sự đối với Thẩm Vân Khanh cũng quá tốt rồi. Cảm giác được ánh mắt ghen tị của Vi Ngưng Tử, Vân Khanh quay đầu nhìn nàng ta nói, biểu tỷ hôm nay đến hiệu thuốc, là muốn tìm thuốc gì? Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, khiến mẫu thân bị phong hàn, ta cũng muốn tự tay tới hốt dược cho bà. Lúc Vi Ngưng Tử nói còn cố ý làm ra vẻ tinh tế ôn nhu, nhưng nghe ra lại có vẻ có vài phần hiếu tâm. Bất quá, khi Vân Khanh cùng Trương Huỳnh quét mắt qua vài lần, liền thấy có sự khác biệt khá lớn, đặc biệt trên tay móng tay sơn màu đỏ kia của Vi Ngưng Tử, thật sự là bắt mắt làm cho người ta khó có thể bỏ qua a. Từ lúc chuyển ra khỏi Thẩm phủ, vào Vi phủ đến nay, Tạ Di một lần cũng chưa tới Thẩm phủ, tư thế kia cơ hồ chính là muốn giống như trước đây, không muốn cùng Thẩm phủ có quan hệ gì. Người của Thẩm gia lại khinh thường. Chỉ có Tạ Thị ngẫu nhiên đến thăm một hai lần, vào tiết trung thu còn cho người đem chân giò hun khói cùng bánh trung thu đi qua. Dù vậy, Tạ Di cũng không có qua phủ, làm cho Tạ Thị mấy ngày nay khổ sở một hồi. Nàng có thể tưởng tượng tâm tình hiện giờ của Tạ Di, nhất định là bay lên tận trời. Trong phủ nha hoàn thành đàn, nhà cửa rộng lớn, sau khi xuất hiếu xong, lại bắt đầu cùng các phu nhân khác của Dương Châu hoạt động, không muốn cùng Thẩm phủ thương hộ có quan hệ nào, để tránh hạ thấp thân phận. Kiêu ngạo đi, tiếp tục kiêu ngạo đi, cũng không biết ngày tháng phú quý của loại kiêu ngạo như Tạ Di này, lúc phát hiện trên đầu không có bạc dùng, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Vân Khanh nghĩ đến một màn kia, đem ánh mắt truyền đến ngoài cửa, nhếch miệng lên mỉm cười, Tầm mắt xẹt qua bên ngõ nhỏ có cây cầu bắc qua ở phía xa thì bỗng nhiên hơi hơi ngưng trọng, lại quay đầu nhìn lại, nơi đó vừa rồi có một nữ nhân mặc váy bào màu trắng nhám vừa xoay người tiến vào trong ngõ nhỏ, tấm lưng kia lại rất giống Bạch Di Nương. Nàng nhớ lúc vừa nhìn đến, Bạch Di Nương hình như là nghiêng đầu cùng một người nói chuyện, hôm nay Bạch Di Nương cũng ra phủ sao? Nàng ta đi ra làm cái gì? Vân Khanh nhớ tới chuyện của lệ bà đỡ. Nay trong phủ hai Di Nương là đối tượng bị tình nghi hàng đầu, hơn nữa vừa rồi thân hình người nọ là nam nhân. Nghĩ đến đây, Vân Khanh sai người gói thuốc lại để ở đây trước, xoay người vội vàng đi ra ngoài. Lưu Thúy cùng Thải Thanh không dám chậm trễ, cũng lập tức đi theo. Dương Châu phủ tuy lớn, nhưng đường cũng không rộng, trong thành kênh nhiều cầu nhiều, trừ tuyến đường chính có thể chứa 3 chiếc xe ngựa chạy song song, các ngõ nhỏ khác liền càng hẹp. Lúc này Vân Khanh bởi vì muốn theo sau, cũng không thể lại kêu xe ngựa. Vì Ngưng Tử thấy Vân Khanh vội vàng buông dược muốn đi, trong lòng sinh nghi ngờ, chẳng lẽ nàng lại nhìn thấy thứ gì tốt hoặc là cơ hội tốt. Trong mắt nàng ta, Vân Khanh chính là sủng nhi của Thượng Đế, dáng người tốt, cuộc sống tốt, vận khí cũng đặc biệt tốt, dáng xuống ở trên người Vân Khanh cũng chỉ có chuyện tốt. Nàng ta đôi mắt vừa chuyển, nghĩ chính mình một người đi lên cũng ăn không hết việc tốt đó, liền nói với Trương Huỳnh, ngươi xem, Thẩm Vân Khanh kia lén lút không biết muốn đi làm cái gì. Chúng ta theo sau nhìn xem không? Trương Huỳnh cũng thăm dò nhìn Vân Khanh liếc mắt một cái, phát hiện nàng vội vã hướng đối diện kênh đi đến, xe ngựa cũng không ngồi, trong lòng tò mò, chẳng lẽ Thẩm Vân Khanh muốn làm chuyện gì ám muội? Liền gật đầu cùng Vi Ngưng Tử đi theo. Một lòng lộ vẻ muốn vạch trần đáp án, Vân Khanh đều tập trung chú ý về phía trước, không có chú ý tới cách đó không xa Vi Ngưng Tử cùng Trương Huỳnh đi theo phía sau. Xuyên qua cầu, đi theo bóng lưng vừa nhìn thấy, Vân Khanh vào trong một cái ngõ nhỏ, người thưa thớt dần, ngõ nhỏ còn có vài phần ẩm ướt, so với bên ngoài nơi này có vẻ âm lãnh hơn nhiều. Hướng mặt trong đi một hồi, Vân Khanh phát hiện lại nhìn không thấy nữ nhân mặc áo váy màu trắng ngà nữa, cũng không tiếp tục đi sâu thêm nữa. Vào lúc muốn chuyển hướng ra cửa ngõ, đột nhiên bên trong một cái độc thủ vươn ra, cầm một mảnh khăn che miệng Vân Khanh, đem nàng kéo đi vào. Lưu Thúy cùng Nã Thanh theo ở phía sau, cũng bị hai cánh tay bịt miệng mũi, một cỗ hương vị gay gắt sộc vào mũi, làm người hôn mê bất tỉnh. Độc thủ tốc độ rất mau, chỉ lung lay một chút, đã thu tay đi vào, vì Ngưng Tử nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, nhìn thấy một bàn tay đem Vân Khanh bị hôn mê kéo đi. Nội tâm đầu tiên là cả kinh, đây là gặp kẻ bắt cóc rồi sao? Như vậy kéo vào, là muốn cướp tiền à? Trong ngõ nhỏ kia người xác thực không nhiều lắm, nếu là nói cướp tiền cũng dễ dàng. Nhưng mọi người đều là tiểu thư xuất môn, trên người ít khi mang bạc, giống Vân Khanh một thân vừa thấy liền biết đáng giá, nhưng cũng không tốt để ra tay, đồ vật kia chỉ cần ra tay, thực dễ dàng bị quan phủ để mắt, hơn nữa muốn cướp tiền cũng sẽ không chọn giữa ban ngày mà hành động. Chẳng lẽ là cướp sắc? Vì Ngưng Tử vì ý tưởng này mà cảm thấy sợ hãi, lại có một chút hưng phấn, chẳng lẽ là bởi vì Vân Khanh đi vào ngõ nhỏ, sau đó bị đám lưu manh nhìn chúng, sau đó kéo vào trong ngõ nhỏ để. Nghĩ đến đây, Vì Ngưng Tử đáy mắt toát ra thần sắc vui vẻ, tốt nhất là lưu manh, đem Thẩm Vân Khanh kéo đi vào, dựa vào vẻ đẹp của nàng, nam nhân nào mà không động tâm. Chỉ cần danh dự bị hủy, như vậy Thẩm Vân Khanh cả đời này sẽ không thể ngẩng đầu làm người rồi. Tạ thị kia bởi vì mất đi ái nữ sẽ thực thương tâm, nàng ta lại mượn cơ hội đi an ủi, hào hào chiếu cố một phen, không chừng Tạ thị sẽ đem nàng trở thành nữ nhi của mình. Đến lúc đó những gì thuộc về Thẩm Vân Khanh, không phải đều là của nàng ta sao? Nghĩ đến đây, Vi Ngưng Tử một phen giữ chặt Trương Huỳnh còn muốn đi về phía trước. Cau mày nói, ai, không đi nữa. Đi đến chân đều mỏi nhừ, chúng ta vẫn là trở về đi. Trương Huỳnh tuy rằng đứng ở một hướng khác, nhưng vừa rồi cũng mơ hồ thấy được một bóng dáng. Nàng đang muốn đi lên phía trước xem, lại bị Vi Ngưng Tử giữ chặt. Quay đầu thấy bộ dáng này của nàng ta, lại không thoải mái. Lúc đầu nói muốn theo cũng là ngươi, nay nói không theo cũng là ngươi là đùa giỡn ta phải không? Vừa thấy tính tình đại tiểu thư của nàng lại tới nữa, Vi Ngưng Tử nói, làm sao rồi? Đây không phải là đi đường đau chân, nên không muốn theo nữa, nàng ấy đi vào trong ngõ nhỏ đó có cái gì đẹp mặt mà xem. Trương Huỳnh nhìn bộ dáng của nàng ta, lại quay đầu nhìn ngõ nhỏ kia, nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi nói, ngươi vừa rồi có phải ở đầu ngõ nhìn thấy cái gì rồi hay không? Thấy được, đương nhiên thấy được, nhưng thấy được cũng sẽ nói là không thấy. Vì Ngưng Tử làm ra vẻ kinh ngạc trợn to mắt, ngươi thấy được cái gì sao? Ta chỉ nhìn thấy nàng ấy đi vào, phía sau cũng không còn người đi theo vào a. Quả thật đúng vậy, phía sau cũng không còn người đi theo, có lẽ cái bóng đen kia là chính mình nhìn lầm rồi. Trương Huỳnh gật gật đầu, lại ghét bỏ nhìn nàng ta liếc mắt một cái, ngươi thật sự là bị chiều tới hư, đi ra ngoài còn chưa được vài bước, chân đã đau rồi. Vì Ngưng Tử mắt liếc nhìn lướt qua con đường phía sau, gặp những người khác cũng không còn phát hiện, đáy mắt lộ ra một tia âm độc, Thẩm Vân Khanh, hy vọng ngươi bị người hưởng thụ khoái trá một chút, nhưng ngàn vạn lần khoan hãy chết, nhất định phải thân bại danh liệt mới tốt a. Trở lại Hồi Xuân Đường lấy thuốc, Trương Huỳnh cùng Vi Ngưng Tử cáo biệt, lên xe ngựa đi về phía trước, nàng vẫn nhìn thoáng qua đầu ngõ, nàng vừa rồi cũng có nhìn thấy một cái bóng đen, vạn nhất cái bóng đen kia đối với Thẩm Vân Khanh bất lợi thì sao? Ngừng lại một chút, Thẩm Vân Khanh cho dù gặp chuyện không may cũng không liên quan tới mình, hai người bọn họ không thân cũng chẳng quen, nói xong nàng cũng không quay lại nhìn. Như thế, liền nhờ nha hoàn giúp đỡ lên xe ngựa, hướng hầu phủ mà về. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 163, Tâm ngoan thủ lạt, 1. Ánh mặt trời lặn về phía tây tà tà chiếu đầy đất kéo dài thành hình thoi, ánh nắng mùa thu như gay gắt, phải đến lúc mặt trời dần lặn mới tản ra, trải rộng trên mặt sông tạo nên một mảnh kim quang, đem cả dải Trường Giang và Hoàng Hà đều nhuộm thành màu vàng lóng lánh. Nơi này là một nhánh của con sông lớn Lạc Hà, nước không sâu, sông cũng không rộng nên thuyền lớn không vào được, ngày thường chỉ có một ít thuyền đánh cá tại đây lưu lại một lát, dọc theo sông này đi xuống, có thể đến các châu huyện thành Dương Châu dọc bờ sông. Ở trên bờ sông có một ít nhà mái đơn sơ, bên ngoài là tường bằng đất nung màu vàng sậm, nhưng cũng không bị gió lùa, nhìn không ra bên trong có dạng gì, mái ngói bị rêu phủ thành màu xanh ngọc, có vài lỗ hổng phía trên, cả căn nhà được che đậy rất kỹ, ngay cả cửa sổ đều đóng kín mít. Đang là cuối mùa thu, cũng không có người hay qua bên này, có vẻ tĩnh lặng. Chỉ có trong phòng ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng nói chuyện. Trong đó có một gian phòng lá đơn sơ, bởi vì cửa sổ đều đóng chặt, nhìn trong phòng có vẻ đặc biệt âm u, một số gần như tối đen, cho nên bên trong còn đốt thêm một ngọn đèn, tản ra những tia ánh sáng yếu ớt. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, trừ cái bàn đầy bụi bẩn, còn có mấy cái ghế dài, hai nam nhân đang ngồi ở trên ghế, trong tay nắm đậu phộng, lạc, nấu. Một tay tách vỏ lạc hướng trong miệng mà bỏ vào, sau đó tay kia bưng lên chén rượu, liền uống một ngụm, bộ dạng hắn cao lớn thô kệch, khuôn mặt râu ria, lông mi tán loạn, cả khuôn mặt chỉ thấy toàn lông đen, nhìn lướt qua có nét giống như đại tinh tinh, khỉ đột, chưa trưởng thành. Mà một cái mặt khác cũng là xấu xí, nhưng da mặt ngược lại còn trắng nõn, đáy mắt cũng lóe sáng mang theo âm hiểm, hắn xem hắn từ lông đen kia trái một ly phải một ly, liền mở miệng nói. Lão nhị, ngươi uống rượu ít chút, lần trước uống nhiều quá ta mất cả nửa ngày cũng không khiêng nổi ngươi. Muốn ngươi khiêng làm gì? Lão tam sẽ lại đây hỗ trợ. Người kêu lão nhị một chút cũng không lo lắng, lại uống thêm một ly, hơn nữa, hôm nay có vụ làm ăn lời gấp 2 lần, thật sự khiêng không dậy nổi, ngươi đi kêu cái con nhóc đó đến, lão tử cam đoan lập tức đứng lên liền. Lời này mang giọng điệu háo sắc, nghe nam tử mỏ nhọn kia hắc hắc cười gian vài câu, ánh mắt hướng góc sáng sủa phóng trên người ba cây nữ tử quét tới quét lui, cuối cùng dừng ở trên mặt nữ tử mặc sợi tơ vàng thiêu hoa mẫu đơn tuyết văn áo, ánh mắt tham lam dán chặt vào đó. Bỗng nhiên một bàn tay ở đâu lao ra vỗ đầu nam nhân mỏ nhọn, lão nhị nhìn Vân Khanh, hùng hùng hổ hổ nói cho ngươi biết, đừng động đến cục vàng kia, xem chừng 3 người đó là mặt hàng tốt nhất, đến lúc đó bán được cho thanh lâu, nhất định là giá cao. Ngươi nếu dám động vào nàng, phá tài vận của huynh đệ, xem ta có dám đánh chết ngươi không? Nam tử mỏ nhọn sờ sờ đầu, cười nói, con mẹ nó, con quỷ nhỏ này bộ dạng cũng quá đẹp, huynh đệ chúng ta nữ nhân cũng không thiếu, nhưng lại chưa từng thấy qua nữ nhân đẹp như vậy. Lão nhị liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, không kiên nhẫn nói, chúng ta muốn cái gì đẹp mặt với chả khó coi, nữ nhân tắt đèn cũng không phải đều cùng một cái đức hạnh, có thể thích là được. Như vậy vẫn là để dành đem ra ngoài bán, kiếm tiền. Đem ra kỹ viện còn có thể bán giá trinh nữ, lần này dựa theo giá trị của kỹ nữ mà tính, những xử nữ này ít nhất có thể bán được giá gấp đôi. Mỏ nhọn nam nhân lưu luyến nhìn cô gái kia một chút, không tán thành cách nói của lão nhị, nữ nhân đẹp hay xấu sao có thể giống nhau, nếu không có khác nhau, vậy không bằng với cùng heo mẹ ngủ chung cho rồi. Nhưng hắn không dám nói ra lời phản bác này với lão nhị, bất quá lại thật hiếu kỳ nói, người ra tiền này thực sự khiến chúng ta phát tài a, cư nhiên gặp chuyện tốt như vậy, hai đầu đều lấy được tiền, thật là hiếm có a. Người tên tiểu tử không có kiến thức nên không biết, nhà giàu người ta luôn có nhiều việc ác độc thế này, mấy năm nay vài chính thất bán nữ nhi của tiểu thiếp, không phải không có. Lão nhị ra vẻ hiểu chuyện nói xong, nay con quỷ nhỏ này chỉ sợ đã đắc tội với người ta, bên kia cho chúng ta tiền, muốn chúng ta hủy đi thanh danh của nàng, hủy thanh danh việc này còn không dễ làm. Trực tiếp đưa vào thanh lâu làm kỹ nữ là được. Này, xem cách nàng ăn mặc, cũng là một thiên kim, nếu như được cứu nhận ra chúng ta, này không có phiền toái sao? Mỏ nhọn nam nhân hỏi. Phiền toái, sợ cái phiền toái gì, càng là thiên kim thì càng không phải sợ phiền toái. Người cái thân chó rắm này, cho dù tìm được nữ nhi, phát hiện bị bắt làm kỹ nữ, chắc chắn sẽ có ý không muốn thừa nhận, còn có thể tìm người giết chết. Lão nhị cười nhạo nói, loại sự tình này hắn nhìn mãi đã quen. Giết chết, vì sao? Nam nhân mỏ nhọn hỏi. Nói ngươi là người mới, ngươi không hiểu, bọn họ đều muốn thanh danh, mạng người ở trong mắt bọn họ tính cái rắm, cho dù là nữ nhi của mình. Nếu để cho người ta biết làm kỹ nữ, thanh danh sẽ không có, bọn họ tình nguyện muốn cái thanh danh vô nghĩa kia, cũng sẽ không muốn nữ nhi của mình. So với chúng ta, có khi còn ác hơn nhiều. Lão nhị lại rót vào một bát lớn, cảm thấy bụng hơi trướng, liền buông chén, nhìn Vân Khanh cùng Lưu Thúy, liếc mắt một cái, kéo dây lưng đối với nam nhân mỏ nhọn nam, ngươi ở đây coi chừng, ta đi ra ngoài xả nước, lại đi nhìn xem lão tam như thế nào còn chưa trở lại. Tốt nhất đừng để bị người ta theo dõi. Nam nhân mỏ nhọn gật đầu nói, được, hiểu rồi, ba cái nữ nhân ở kia ta còn trị không được, còn đi theo các ngươi làm gì. Lão nhị nghe xong lời này, gật gật đầu, mới đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài còn có tiếng khóa cửa, hiển nhiên đối nam nhân mỏ nhọn, còn không tin tưởng lắm. Nam nhân mỏ nhọn đứng ở cửa, nghe một hồi tiếng bước chân xa dần, xác định lão nhị đã đi rồi. Sau đó đi trở về trước bàn, cũng lột hạt lạc quăng vào miệng, lại uống chén rượu, nhìn Vân Khanh, lòng tràn đầy dâm dục như thế nào cũng không nhịn xuống được. Con mẹ nó, nhìn một mỹ nhân quốc sắc thiên hương nằm ở trước mắt nằm, lại không thể làm gì, thật khó chịu. Nhưng hắn cũng không có gan làm tới, nếu để lão nhị biết, còn không mấy quyền đánh chết hắn, cho dù hắn còn chưa từng làm qua chuyện bắt cóc người đem bán, nhưng cũng chơi qua một ít nữ tử. Cũng biết người như vậy bán vào thanh lâu, giá khẳng định không phải ít. Hắn ta đành phải nuốt xuống, nam nhân mỏ nhọn lại uống thêm một chén rượu, bỗng nhiên đứng lên, vỗ mạnh đầu một cái, ta kháo, lão tử sờ sờ chơi đùa, không phá thân nàng là được, lão nhị cũng không thể nói cái gì. Vân Khanh không có mở mắt, cũng không có nghĩa là nàng chưa tỉnh, vào lúc cảm thấy có một bàn tay bên hông đang tiến lại, cùng với một cỗ mùi hương bất thường. Nàng vừa cảm thấy có động liền ngừng lại hô hấp, cho nên nay nàng tỉnh lại tất nhiên là so với Lưu Thúy cùng Thải Thanh sớm hơn một chút, nhưng đối với hoàn cảnh chung quanh không rõ ràng lắm, cho nên không dám mạo hiểm mở to mắt. Nàng có thể nghe được dầu hương hoa quế Lưu Thúy cùng Nã Thanh hai người thường dùng để bôi tóc, biết chắc chắn hai người được nhốt chung với nàng, cũng yên tâm rất nhiều, thừa dịp này, một mặt đợi cho dược tính hoàn toàn rút đi. Một mặt nghe cái kia tên gọi là lão nhị cùng một gã nam tử khác nói chuyện. Trải qua cuộc nói chuyện của hai người, nàng vẫn không biết kẻ sau lưng chủ mưu là ai. Lão nhị là kẻ cẩn thận, mặc dù trong phòng không có những người khác, hắn cũng không có nói ra tên cố chủ, nhưng lại có thể biết người kia muốn đem nàng bán vào kỹ viện. Một nữ tử bị bán đi kỹ viện, cuộc sống sau này có thể nói là toàn bộ bị hủy. Tuy rằng không biết Thẩm Mẫu và Tạ Thị có thể hay không giống lão nhị nói, cho dù tìm được nàng cũng muốn giết chết nàng để bảo tồn thanh danh của Thẩm phủ, chính bản thân nàng. Ở tại cái địa phương hiểm ác kia, cũng sẽ cảm thấy thực có lỗi với Thẩm phủ. Chương 164, Tâm ngoan thủ lạt, 2. Người này thật sự rất ác độc, đến tột cùng là ai có thâm cừu đại hận với nàng như vậy, đến nỗi tìm người đến đem nàng bán vào trong thanh lâu. Trong đầu nàng nhanh chóng đem tất cả mọi người sàng lọc một lần, phát hiện người có thể làm vậy không nhiều lắm, nhưng trước mắt quan trọng nhất không phải là bắt được người phía sau màn là ai, mà làm như thế nào để mình không bị bán vào thanh lâu. Nàng vừa rồi vụng trộm hé mắt, lúc lão nhị mở cửa phòng nhìn thoáng qua, bên ngoài vẫn còn ánh sáng, chứng minh lúc này trời chưa tối, những người này chắc sẽ chờ trời tối mới đem nàng khiêng lên thuyền, ban ngày có rất nhiều ánh mắt dòm ngó, bọn họ cũng không dám làm bậy, nàng bây giờ vẫn còn thời gian để tranh thủ. Lão nhị đi ra ngoài, nay trong phòng chỉ còn lại gã nam nhân mỏ nhọn kia, đây là cơ hội của nàng cần phải thử một lần. Chợt nghe thấy lời nói của nam nhân mỏ nhọn, đáy lòng Vân Khanh thoáng run lên, sờ chơi đùa, nàng nếu quả thật để cho gã mỏ nhọn này sờ soạng, cho dù không bị mất danh tiết cũng tương đương xong đời, nhưng trước mắt, gã mỏ nhọn này bị nhan sắc của nàng mê hoặc, nàng có thể dựa vẻ bề ngoài xinh đẹp này để làm vũ khí rồi. Nghĩ đến đây, Vân Khanh lấy lại bình tĩnh, nàng là một người sống hai kiếp, trải qua một hồi sinh tử thì còn sợ gì, cũng không phải chưa từng gả cho người ta, tâm tình dần dần bình phục lại, trong miệng nàng phát ra một tiếng rên nhẹ, sau đó chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mơ hồ lại mang theo sương mù, mơ màng nhìn phía trước, thanh âm tinh tế giống như vừa tỉnh hỏi, đây là đâu? Như lười biếng, giọng nói thiếu nữ mang theo nét trẻ con cùng với chưa tỉnh hẳn lơ đãng giống như đang làm nũng, như chuông ngân lọt vào lỗ tai của gã mỏ nhọn kia, cả người hắn giống như bị điện giật, bước chân lúc này chợt tăng tốc, hận không thể lập tức đứng bên cạnh nàng. Vân Khanh quay đầu nhìn đến hắn, rồi đột nhiên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, run giọng nói, ngươi là ai? Nàng dường như sợ hãi đem ánh mắt quét qua chung quanh, kỳ thật là đang quan sát hoàn cảnh. Vừa rồi lúc nhắm hai mắt, chỉ có thể nghe đoạn đối thoại của hai gã này, không thể biết được tình huống hiện tại, lúc này cũng không thể quá lộ liễu liếc nhìn xung quanh tìm vật trợ giúp. Nam nhân mỏ nhọn trước mặt này tuy thân hình không tính là cao lớn, tay chân gầy yếu, nhưng làn da ngăm đen, cước bộ di chuyển lòng bàn chân như có lực đàn hồi, hẳn là thuộc loại đã từng làm qua hạ nhân, ít nhất so với nàng thì khí lực lớn hơn rất nhiều. Không nên lấy cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí. Tiểu mỹ nhân, không cần sợ hãi, nàng chịu khó ở trong này một thời gian, đợi lát nữa ta sẽ đưa nàng quay về nhà nàng a. Gã mỏ nhọn này cũng không biết Vân Khanh đã sớm tỉnh lại, hắn nhìn Vân Khanh nằm ở kia hơi hơi di động, lại giãy giụa vài cái cũng không được, biết dược tính vẫn còn, nàng chỉ là tỉnh lại trước, tứ chi vẫn không thể tùy ý hoạt động. Thật vậy chăng, ta sao lại ở nơi này? Vân Khanh cố gắng giả bộ ngây thơ ngu ngốc, bắt chước dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được vô cùng đáng thương của Vi Ngưng Tử, kích phát loại cảm giác thương hương tiếc ngọc của nam nhân mỏ nhọn. Gã mỏ nhọn vốn đang dụ ngọt nàng, thấy nàng lập tức mắc mưu, trong lòng cảnh giới mất đi một nửa, đây chẳng qua chỉ là một tiểu thư ngu ngốc không dành thế sự mà thôi, bộ dạng đẹp như vậy, lại ngây ngốc, thật rất thích hợp để nam nhân chơi đùa, lại càng kiên nhẫn, ta vừa rồi đem cứu nàng từ trong tay người xấu trở về, hiện tại người xấu còn đang bên ngoài lục soát, chúng ta tạm trốn ở trong này một lát a. Thật đúng là không thể tả hết sự ghê tởm của gã. Cốt cụ dích thế này cũng nói ra được, Vân Khanh nội tâm oán thầm, cũng may gã mỏ nhọn này là tay mới, vẻ mặt nôn nóng, bịa một câu chuyện cứu mỹ nhân xưa thế này, chẳng lẽ là muốn nàng ái mộ, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem Lưu Thúy cùng Thải Thanh đều ngủ ở một phía khác, ánh mắt cũng thả lỏng, mâu trung mang theo một chút khát vọng nói, ngươi có nước uống hay không, ta có chút khát. Có, cặp mắt điềm đạm đáng yêu kia. Trong suốt dịu dàng, con người cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, phảng phất như nhìn chằm chằm một vị đại anh hùng, mỏ nhọn nam nhân nào chịu cho nổi, vội vàng đem một ấm trà bằng gốm thô tới đây, đưa cho Vân Khanh. Vân Khanh nhìn vòi ấm trà xỉn màu xám dơ bẩn, xem ra trong phòng này không có chén trà, nghĩ đến chuyện bọn họ đều là uống trực tiếp, không khỏi có chút ghê tởm, nhíu mày, có vẻ không thoải mái hỏi, không có chén sao? Thật sự là tiểu thư. Gã mỏ nhọn dần dần sốt ruột, ngữ khí cũng không tốt lắm, không có, cứ như vậy mà uống. lúc này còn chú ý cái gì? Thật sự là, ánh mắt của hắn rơi ở trên bầu ngực còn đang phát dục của Vân Khanh, nuốt nước miếng hai cái. Vân Khanh đang cầm ấm trà, cao cao dơ lên, giống như là muốn đem vòi ấm trà nhẹ nhàng ở trên miệng rót xuống. Ai ngờ tay vừa chợt, ấm trà bằng gốm thô kia liền rơi xuống vỡ nát ở trên mặt đất. Gã mỏ nhọn bị hoảng sợ, nhìn thoáng qua ấm trà bị vỡ, ngươi làm gì thế? Ngay cả cái ấm đều cầm không xong. Người tay ta còn run, khuôn mặt trắng như ngọc bị nước bắn lên, như đóa hoa dính sương sớm, cánh môi nở nang đỏ tươi như đang âm thầm mời gọi, một đôi mắt phượng hiếm có hơi hơi tà mị liếc lại đây, giống như tức giận lại giống như ủy khuất, dừng ở trong mắt gã mỏ nhọn, lại giống như câu dẫn, hắn máu nóng toàn thân trong một lúc liền tập trung đến nửa người dưới. Nhũn tay, lại đây, nhũn tay ta giúp nàng xoa sẽ không nhũn nữa. Gã mỏ nhỏ trong mắt chỉ có khuôn mặt của Vân Khanh, hắn xoa xoa tay tiếp cận, ai biết vốn mỹ nhân hai tay mềm nhũn chống không nổi đang yếu ớt nằm kia chợt lui về sau vài bước, tránh được cái ôm của hắn. Hảo, hảo, thì ra tiểu mỹ nhân còn thích chơi kiểu này. Gã mỏ nhọn rốt cuộc cũng chỉ là nam nhân, mà nam nhân thiên tính đó là chinh phục, nữ nhân chính là thứ mà bọn họ muốn chinh phục nhất. Lạt mềm buộc chặt là trò nam nhân nữ nhân đều thích, lúc này gã mỏ nhọn liền hoàn toàn chìm đắm vào trong trò chơi nàng bày ra. Vân Khanh ngồi dưới đất lui vài bước, hắn liền truy vài bước, rốt cục một cái không cẩn thận, hắn vấp té nhào lên, đụng phải đầu gối. Phòng này vốn không ngăn nắp, có rất nhiều viên đá nhỏ, người nếu là không cẩn thận, sẽ té. Gã mỏ nhọn quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, mỹ nhân, còn đang nhìn cái gì, không mau đỡ ta dậy. Ta nếu bị té thương, đợi lát nữa xem ai mang nàng trở về, nếu để cho kẻ xấu tìm ra, đem nàng bán vào thanh lâu a. Hắn không có nhiều thời gian để chơi trò cút bắt, nếu lão nhị trở lại mà nhìn thấy hắn như vậy, còn không đánh hắn thì thôi rồi. Vân Khanh lúc này đang ngồi ở chỗ cách hắn hai bước chân, sợ hãi nhìn hắn, thấy hắn đáy mắt lộ ra hung ác, sợ hãi đứng lên, ngón tay trà sát góc váy, chậm rãi đi về phía hắn. Gã mỏ nhọn chuẩn bị lúc Vân Khanh đi đến bên người hắn, liền một tay ôm lấy nàng đè xuống dưới, đặt ở dưới thân, đến lúc đó muốn làm gì, còn không phải tùy ý hắn hay sao? Chương 165, tâm ngoan thủ lạt, 3. Mắt thấy lúc Vân Khanh đã sắp vươn tay ra kéo hắn lộ ra ý cười đáng khinh, nhưng không nghĩ đến, Vân Khanh lại ngồi xổm ở phía sau, trong tay nắm mảnh sư vỡ thật to, miệng ôn nhu nói, ngươi ngã có đau hay không? Cánh tay lại dùng sức ấn xuống, vừa vặn cắm vào sau cổ nam nhân mỏ nhọn. Cơn đau truyền đến từ sau gáy khiến gã mỏ nhọn tỉnh lại, cánh tay theo bản năng vươn tay nắm, vừa vặn nắm trúng cổ Vân Khanh, tay kia thì lại xoay ngược ra sau gáy, kéo mảnh vỡ mà Vân Khanh cố dùng sức đâm hắn ra. Lúc đầu, trên cổ bị bóp chặt nhưng Vân Khanh như trước vẫn không buông tay, răng nanh cắn chặt môi, hai tay dùng sức đem mảnh sứ vỡ ấn sâu hơn. Nàng không thể buông tay, Vân Lão Thái Gia nói qua, gáy là nơi mạch máu con người hội tụ nhiều nhất, một khi động mạch ở gáy bị đứt, người sẽ không sống được, vị trí nàng xuống tay là phía sau sườn, chỉ cần không buông tay, càng ngày càng thật sâu ấn xuống, người sẽ bởi vì nhanh chóng mất máu mà chết. Mà người hít thở không thông cần có thời gian để bị bóp chết. Nàng sẽ cùng gã mỏ nhọn này liều một lần, xem đến cuối cùng mạng ai còn ai mất. Mảnh sứ vỡ bất chi bất giác càng nhấn càng sâu, trên vạt áo gã mỏ nhọn toàn bộ đều là máu, tay hắn càng ngày càng buông lỏng, đi xuống giữ chặt vạt áo của Vân Khanh, dùng sức nắm, hùng hổ xé rách hai lớp áo, khiến da thịt bên trong lộ ra. Lúc này không ai còn tâm trí lo lắng da thịt trắng nõn bị phơi bày ra nữa, tay Vân Khanh bị mảnh sứ vỡ cắt cũng không buông tay, đáy mắt lộ ra tia ác tuyệt, hung ác mà tuyệt tình. Cuối cùng mỏ nhọn nam rốt cục chịu không được, tay nắm vạt áo chợt buông lỏng, hắn hé miệng, nhìn Vân Khanh, môi mở khép, chỉ có máu từ bên trong chảy ra, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Một tiểu mỹ nhân như vậy, vẫn còn tưởng là nàng ngu ngốc, ai ngờ lại có một trái tim ác tuyệt thế này. Thấy hắn rốt cục đã chết, Vân Khanh ngồi sững ở trên mặt đất một chút, nâng tay xoa cổ bị bóp đau, lại phát hiện một tay đều dính đầy máu, nàng thở hổn hển mấy hơi, chạy nhanh đi qua lay Lưu Thúy, Lưu Thúy, mau tỉnh lại. Nàng không có nhiều thời gian, gã lão nhị kia, còn có kẻ gọi là lão tam nữa. Nếu bọn họ trở lại, căn bản là không có biện pháp chạy thoát. Lưu Thúy và Thải Thanh còn không tỉnh lại, nàng không có khả năng cõng hai người đi ra ngoài. Nàng từ trong hà bao lấy ra một lọ thuốc do chính mình điều chế, đặt ở dưới mũi của Lưu Thúy và Thải Thanh. Đợi một hồi, hai người như trước không có phản ứng, liền cắn chặt răng, nâng tay dùng sức tát một cái, vẫn không thể đem các nàng lay tỉnh. Xem ra thuốc này rất mạnh, phỏng chừng muốn cho các nàng ngủ đến tối, rồi lặng lẽ đem các nàng khiêng đi ra ngoài bán. Vân Khanh nhìn chung quanh một lượt, lại nhặt một mảnh vỡ trên mặt đất đặt trong lòng bàn tay, phát hiện chỗ này không có chỗ để trốn, cũng không có gì có thể dùng để làm vũ khí, đang muốn nghĩ biện pháp khác, thì lão nhị đã trở lại rồi. Chi nha một tiếng, cửa bị đẩy ra, lão nhị vừa mở cửa ra, đầu tiên đã nghe đến một mùi máu tươi tanh tưởi, liếc mắt một cái liền quét đến thi thể của gã mỏ nhọn, lại nhìn mảnh sứ bị bể trên đất, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng người vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn của lão nhị, Vân Khanh lúc đầu theo lời nói mà phán đoán, chỉ biết người này là kẻ khó đối phó, hắn làm loại chuyện này đã nhiều lần, cái dạng tình huống gì cũng đều gặp qua rồi. À, đàn bà thối tha, thế nhưng còn dám giết người. Lão nhị dữ tợn run run, vẻ mặt râu ria làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm đáng sợ. Vân Khanh lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thiệt nhiều biện pháp, lại phát hiện người trước mắt này vô cùng khó đối phó. Các người lừa bán nhiều nữ nhân như vậy, cùng với giết người có cái gì khác nhau? Đối mặt với gã này nhu nhược là không được, như vậy cũng chỉ có mở miệng cùng hắn nói chuyện, tận lực kéo dài chốt thời gian. Đàn bà thối, thế nhưng còn dám lắm miệng, lão tử hôm nay trước hết làm thịt ngươi, lại đem ngươi bán vào kỹ viện, báo thù cho huynh đệ của ta. Lão nhị hét lớn một tiếng, nâng lên bàn tay to lớn như cái quạt hướng Vân Khanh đánh tới. Hắn hiển nhiên là tập qua võ công, thân thủ mau gọn nhanh nhẹn, thân thể cao lao nhanh về phía Vân Khanh, lực vô cùng mạnh. Vân Khanh giơ tay lên muốn ngăn cản, lại biết đã muộn rồi, hiện tại chỉ có thể hóa giải một chút lực đánh tới, không thể hoàn toàn né tránh. Lúc này, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, một thân ảnh màu đen từ bên ngoài vọt vào, tung cước đã lão nhị kia sang một bên, thân hắn bị đá mạnh đến nỗi văng ra đập vào tường. Vách tường bị hắn đụng mạnh bắn ra gạch vụn, toàn thân đau đớn. Lão nhị chịu đau, ngẩng đầu xem, đã thấy trước mặt là một công tử mặc cẩm bào màu đen cổ tròn, gương mặt tuấn mỹ mang theo thần sắc lạnh như băng, giống như tích tụ hàn khí trong ánh mắt, nhìn xem khiến hắn toàn thân run lên. Từ khi nào đã bị người khác phát hiện ra chỗ này? Hắn ngẩng đầu nhìn nam tử xa lạ này, lại phát hiện ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Vân Khanh, liền muốn đi qua bắt lấy Vân Khanh làm con tin, cũng không ngờ vừa động, kết quả lại bị hắc y công tử kia đá thêm một cước, cả người nện vào tường, tạo thành một lỗ hổng to trên đó. Vân Khanh nhìn thấy An Sơ Dương đột nhiên xuất hiện, mặc dù không biết hắn tại sao lại ở đây, nhưng nàng cũng an tâm hơn rất nhiều. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một người cứu nguy. An Sơ Dương ra phía sau tường, một tay bắt lão nhị kéo vào, vứt trên mặt đất, không biết tay dùng lực ở chỗ nào, lại khiến lão nhị bị hôn mê lúc này do đau mà tỉnh lại, nhìn An Sơ Dương, gắt gao cắn chặt răng, đáy mắt toát ra hung quang. Ai sai khiến? Một chân đạp cổ tay của lão nhị, An Sơ Dương hơi hơi dùng sức, lạnh giọng chất vấn. Vẻ mặt của hắn vốn là giống như một khối băng, lúc này phát ra vô tận lãnh khí, giống như tuyết thần từ băng sơn đi ra, cất giấu sự hung ác âm hiểm thật sâu, một cước đi xuống, xương cốt cổ tay lão nhị răng rắc nát vụn. Nói, hay là không nói? An Sơ Dương vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mũi chân hắn tinh tế ở trên cổ tay trà sát, từng khối xương cổ tay, ở dưới chân hắn, trở thành một đống xương vụn. Đau đớn dày vò làm cho lão nhị há to miệng lại kêu không được, trên trán những giọt mồ hôi to đùng từng hột lăn xuống. Ta nói, là một nha hoàn tên Thực Dược cho chúng ta bạc, để bọn ta làm việc này. Lão nhị vì không chịu được loại đau đớn này, lớn tiếng giống lên. Thực Dược, đây không phải là nha hoàn của Liễu Dịch Thanh sao? Như vậy những người này là do Liễu Dịch Thanh đem tiền mua đến. Vân Khanh nhớ tới nửa tháng trước nghe nói Liễu Dịch Thanh mang thai sanh ra một nữ nhi. Tề Thủ Tín vốn chán ghét việc Tề gia cùng tiền đồ của hắn đều bị hủy trong tay nàng ta, lại làm hại mẫu thân hắn ở trong miếu đóng cửa, tương đương bị hưu, nhìn thấy sinh hạ lại là nữ nhi, càng thêm chán ghét nàng ta, lại nạp thêm 2 phòng kiều thiếp. Liễu Dịch Thanh chỉ cần làm ẩm ĩ, Tề Thủ Tín liền đánh nàng ta một trận, và lúc trong tháng, sau khi sanh chừng 1 tháng, thì nàng đã bị đánh 2 trận rồi. Liễu gia bởi vì chuyện của Liễu Dịch Thanh mà mất hết mặt mũi. Liễu đại phu nhân Điền Thị tuy rằng đau lòng cho nữ nhi, nhưng ý tứ của Liễu lão phu nhân là xem đứa cháu gái Liễu Dịch Thanh này như không tồn tại, bà ta cũng không thể ra mặt giúp đỡ. Còn về phần âm thầm thì bà ta cũng không giúp được cái gì, có thể nói ngày tháng của Liễu Dịch Thanh là khổ sở cỡ nào. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.